Và vừa qua, trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013, rất là nhiều những trái tim rung động và hồi hộp để chờ đợi ai sẽ đăng quang Hoa hậu Thế giới. Và chính người đẹp đến từ Philippines đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2013 năm nay, thưa quý vị. Xuất sắc vượt qua 126 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, cô gái Philippines Megan Young đã trở thành tân Hoa hậu Thế giới 2013. Trong đêm đăng quang, cựu Hoa hậu Thế giới Vũ Văn Hà đã trao vương miện Hoa hậu cho Young. Megan Young sinh tại Mỹ, đến năm 10 tuổi cô bắt đầu chuyển sang sống tại Philippines. Hiện cô đang theo học ngành làm phim kỹ thuật số và cũng tham gia nhiều dự án phim, chương trình truyền hình với vai trò là MC. Ngôi vị Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Hoa hậu Pháp và Ghana.